Từ nay ông Long Đình Quang không còn là chủ nhân của sòng bạc này nữa. Toàn bộ cơ nghiệp của ông ấy do tôi tiếp quản. Mọi hoạt động hành chính của sòng bạc tôi giao cho anh Trang Dĩ Kiệt toàn quyền phụ trách. Xin mời anh Dĩ Thành phát biểu. Ông Hà, chuyên viên sòng bạc của đảo San Hô đã đến. Xin mời ông phát biểu. Xin mời. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại rằng chúng tôi có được sòng bạc này bằng những hành vi bất chính. Ông Hà cũng có mặt tại đây, hãy để ông ấy trả lại công bằng cho chúng tôi. Thưa các vị, tôi đã có mặt chứng kiến trận đấu giữa Long Đình Quang và Diệp Trung. Xin xác nhận rằng Long Đình Quang đã thua Diệp Trung. Tôi mong sau khi ông Trung tiếp quản sòng bạc này, đảo San Hô sẽ tiếp tục phồn vinh, yên ổn. Có điều sau một năm nữa, giấy phép kinh doanh của sòng bạc này hết hạn. Khi đó chính quyền có gia hạn giấy phép cho các vị hay không, còn phải xem xét biểu hiện của các vị ra sao đã. Ông Hà, Dĩ Thạch, đừng. Thưa các vị, hôm nay chúng tôi có chuẩn bị một bữa tiệc chiêu đãi. Xin mời quý vị vừa thưởng thức vừa tham quan thiết kế tiên tiến của sòng bạc chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Dĩ Thành. Dạ. Ông Hà là quan chức nhà nước, để ông ta không vui thì sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nếu một năm nữa ông ta không cấp giấy phép thì cái chỗ này khác gì bãi quan. Việc cần kiếp nhất hiện nay là phải tìm cho ra tung tích của Ngôn Phi về Lạc Kỳ Phương. Dạ. Ông cứ giao cho tôi xử lý chuyện của ông Hà. Tôi tin rằng tôi có thể giải quyết một cách thỏa đáng. Ai cho phép cô lên tiếng ở đây? Thành à, ta thấy cô ấy nói rất đúng. Ta không bao giờ giữ lại những kẻ vô dụng. Ta không bao giờ giữ lại những kẻ vô dụng. Anh Phi, mấy hôm nay anh luyện tập thâu đêm suốt sáng. Em và Duyệt Phương rất lo cho anh. Anh nên từ từ thôi. Giúp tôi luyện tập với. Duyệt Phương đã nói với em, Long Đình Quang không hề giết chú Khôn. Sáng hôm đó, lúc đến đón Giang Hân, ông ấy đã nói rất rõ ràng với Duyệt Phương. Em nghĩ lúc này ông ấy không nói dối đâu. Anh nên nói chuyện với Duyệt Phương xem sao. Bà em không phải là kẻ dám làm mà không dám nhận. Ông ấy đã đến sòng bạc, giả lại người làm chứng hôm đó cũng là Diệp Trung. Ngoài thuộc hạ của hắn ra. Đủ rồi đó. Đừng nói nữa. Đừng cố bảo vệ ba em. Nếu ông ta không năm lần bảy lượt ép ba anh thì đâu xảy ra chuyện như vậy. Còn Ngôn Tinh nữa, Ngôn Tinh có đáng phải chết không? Vấn đề quan trọng nhất của tôi bây giờ là phải luyện tay trái cho bằng được, để trả thù cho ba, trả thù cho Ngôn Tinh. Nếu hai người muốn giúp tôi thì hãy ở lại, nếu không thì mau biến đi. Bắt đầu. Ném mạnh hơn được không? Ăn cơm. Anh Phi, lại ăn cơm đi. Đừng uống nữa. Ăn cơm đi.
Ăn nào. Anh Phi, kệ tôi, hai người cứ ăn đi. Đừng buồn, vừa luyện tay trái nên mới như thế. Tôi tin rằng anh ấy là vua đánh bạc. Nếu không anh ấy đã chẳng bắt đầu luyện tập lại. Chúng ta cứ ăn đi, đừng để bị phân tâm. Càng không thể ngã bệnh, nếu không làm sao giúp được anh ấy, đúng không? Ăn cơm thôi. Ăn đi. Nhìn anh kìa, mồ hôi đầm đìa, cả ngày chẳng ăn gì. Em đã làm cho anh mấy cái bánh. Cả ngày mệt mỏi rồi, nghỉ một chút đi. Anh vừa khỏi bệnh. Thôi, tôi không muốn ăn. Hai người các người đừng léo nhéo trước mặt tôi nữa có được không? Bực mình. Nhất là cô, suốt ngày chỉ biết cơm nước chở búa. Cô có còn muốn trả thù không? Chẳng bao giờ thấy cô luyện tập. Đúng là em nhiều lời. Em không luyện tập. Em biết vết thương cỏn con của em chẳng là gì, nhưng để có thể trả được thù cho Ngôn Tinh, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, chứ không phải giày dò lẫn nhau. Anh hiểu không? Con mất, không chỉ mình anh đau lòng. Em là mẹ kia mà. Còn ba em nữa. Em không có lấy một cơ hội trò chuyện với ông thì ông đã bị Diệp Trung hãm hại. Tay anh bị thương, em cũng đau đớn không kém. Nhưng muốn luyện thành thạo tay trái không phải là chuyện một sớm một chiều. Đủ rồi, đừng hở một chút là nhắc đến cánh tay tàn phế của tôi nữa. Cô nghe này, tôi nhất định sẽ luyện thuần thục tay trái. Và ngay khi luyện xong, tôi sẽ đi tìm Diệp Trung trả thù cho Ngôn Tinh. Chuyện này không cần cô phải dạy tôi, tự tôi biết phải làm sao. Không, không, mình luyện sai cách rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Anh Phi, ở đây có bốn quân ách. Cậu muốn trả thù đúng không? Nếu cậu có thể bắt được bốn quân ách trong điều kiện khó khăn thế này, cậu sẽ đủ tư cách thách đấu với Diệp Trung. Được, bắt đầu. Cứ như thế thì trả thù sao được? Muốn trả thù phải tiếp tục luyện. Bắt lấy. Cậu sao thế? Có bốn quân bài cũng không bắt được thì làm sao đối phó nổi Diệp Trung? Cô Giang Hân, tôi nấu bát canh gà, cô ăn đi cho nóng. Không ăn không uống sao được? Cô phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ. Uống đi nào, uống đi. Có thế chứ. Khốn kiếp, chị tưởng tôi biết vâng lời như chị chắc. Thưa cô, tôi ở lại là vì có nỗi khổ tâm, không phải vì đứa trẻ trong bụng cô đâu. Thôi đi, đừng tưởng trói được tôi thì tôi sẽ nghe lời chị.
Chỉ có những người mẹ không ra gì mới nuôi dưỡng một đứa con khốn nạn như vậy. Một bầy rắn độc. Chị Mai, Dĩ Thành, cậu về rồi à? Những việc này cứ để người khác làm. Chị cứ để đấy, cô ta đói bụng tức khắc sẽ ăn. Chị đi nghỉ đi. Ừ ừ. Cô nghe nè, từ nay không được đối xử với chị Mai như vậy. Tôi không tha cho cô đâu. Chị ấy giống như mẹ đẻ của tôi vậy. Cô chửi chị ấy, chính là chửi tôi. Tôi cứ chửi đó thì sao? Anh giết tôi chắc. Giết đi. Chặt tay chặt chân tôi đi. Giống như anh đã làm với Ngôn Tinh vậy. Dĩ Thành, anh không phải là người. Một đứa trẻ mới 4-5 tuổi anh cũng không tha. Anh không phải là người mà. Ai cho cô lớn tiếng như vậy? Tôi sẽ có cách trị cô. Đưa cô ta đi. Dạ. Đứng lên. Buông ra, buông ra. Học Minh, Học Minh, sao anh lại ở đây? Văn Hưng, Văn Hưng, chân của anh, chân của anh. Dĩ Thành, anh thật quá quá. Mau thả anh ấy ra. Thả hắn à? Đâu có dễ như vậy. Tôi muốn cô nhìn thấy thằng què vô dụng này đã từng theo đuổi cô, từng yêu cô. Dĩ Thành, mày sẽ phải chết thê thảm. Học Minh, em xin lỗi. Em xin lỗi. Văn Hân, em xin lỗi Học Minh. Học Minh. Văn Hân, nghe cho rõ đây. Hãy ngoan ngoãn dưỡng thai. Nếu đứa bé có chuyện gì, tôi sẽ giết hắn. Văn Hân, đừng nghe lời hắn. Văn Hân, đừng nghe lời hắn. Học Minh, nhất định em sẽ cứu anh ra. Học Minh, Học Minh. Văn Hân, đừng lo cho anh. Văn Hân. Chú ngủ. Chú ngủ. Chú ngủ. Không ngờ cậu còn quay lại cái nơi đã từng giúp đỡ cậu. Tôi hỏi anh, anh đã làm gì chú ngủ rồi? Đừng sốt ruột. Ngôn Phi đâu? Nói đi, chú ngủ ở đâu? Ngôn Phi đâu? Hai đứa làm gì thế? Đừng đánh nhau. Đừng bắn. Muốn đấu súng với tôi? Cậu quên là chính tôi đã dạy cậu bắn à? Muốn giết thì giết đi, đừng nhiều lời. Dĩ Thanh, Ngôn Phi đang ở đâu? Thành ơi, nghĩ lại đi, dừng tay. Học Minh đã thế rồi, tôi không can thiệp. Nhưng cậu không được giết Tiểu Quy, kẻo cậu sẽ phải ân hận cả đời. Chị đánh ra đi. Nghe này, sự nhẫn nại của tôi có hạn. Nếu tôi đếm đến 10, cậu vẫn không chịu nói, tôi sẽ bắn nát đầu cậu. Có giỏi thì nổ súng đi. 1. Đừng, Thành ơi, tôi xin cậu. 2. 3. Cậu đã hứa sẽ không giết người bừa bãi nữa. 4. 5. Cậu đã lỡ tay giết chú Bạch, cậu không thể lại giết cậu ấy. Chị Mai, chị nói. Thành ơi, đừng. Đừng đánh nhau nữa. Tôi xin hai người. Hai người là anh em tốt của nhau, đừng giết hại lẫn nhau. Hai người đừng ép tôi. Chị tránh ra. Chị Mai, đừng ép tôi. Đừng ép tôi, đừng ép tôi. Hắn đã biết sự thật rồi, chị hiểu không hả? Nếu chị thả hắn đi thì ngày mai kẻ sẽ bị phanh tay ngoài đường chính là tôi. Không được giết cậu ấy, đừng ép tôi như thế. Chị Mai,
Tiểu Quỳ xin cậu, cậu mau đi đi. Dĩ Thành, tao phải giết mày. Tao sao không đi đâu? Uổng công tao luôn coi mày là anh em, mày dám giết ba tao, mày còn có lương tâm không hả? Chính ông ấy đã ép tao, mày biết không? Hai người đừng ép tôi, đừng ép tôi. Tôi sẽ chết trước mặt hai người cho coi. Tôi nổ súng đi. Muốn chạy à? Thành, chị Mai, đừng Thành ơi. Tôi là con. Vì sao lần nào chị cũng bên người ngoài mà không giúp tôi? Cậu vẫn còn coi tôi là mẹ à? Nếu sớm biết cậu sẽ trở thành cản tính người thế này thì ngày xưa tôi đã không thèm nhận nuôi dưỡng cậu. Đồ súc sinh, cậu làm tôi quá thất vọng. Cần tiền chứ gì? Được, mày tháo bạn tao ra đã. Mình sắp nổ, tất cả sẽ cùng chết. Mặc kệ tôi, anh Thành chạy đi. Muốn đi thì cùng đi. Không được nhúc nhích. Mau đi đi, tôi không đi. Kẻ bịt mặt đó là ai vậy? Ba, ba, ba. Trang Dĩ Thành, tao phải trả thù. Tôi muốn học chị kỹ thuật cờ bạc biệp. Anh muốn học cờ bạc biệp. Vì sao? Anh theo anh Phi học đánh bạc không tốt hơn à? Trí nhớ của tôi rất kém, dù có cố gắng đến mấy cũng rất khó có thể đạt được kết quả gì trong môn đánh bạc đó. Tôi nghĩ cờ bạc biệp hợp với tôi hơn. Cờ bạc biệp thì chỉ đòi hỏi động tác tay phải nhanh, giống như thuật che mắt người khác trong ảo thuật vậy. Bảo cậu chịu khó học đánh bạc, cậu không học, lại cứ muốn học cái thứ ngoại đạo lừa đảo rẻ tiền ấy. Anh lại đi uống rượu à? Mặc kệ tôi, tôi ghét nhất là thứ cờ bạc biệp ấy. Đừng có lười biếng, anh đừng thế này. Đừng cho rằng tay phải của tôi tàn phế rồi thì tôi chẳng làm được trò trống gì. Cả hai người đều coi thường tôi, đúng không? Nói đi. Đúng. Tôi không còn lòng tin với anh nữa. Tôi vốn không muốn nói nè, nhưng đây là sự thật. Nhìn bộ dạng của anh xem, cả ngày chỉ biết uống rượu. Chúng tôi không thể dựa vào một con ma men để trả thù được, anh hiểu chứ? Thôi đi, hai người bớt lời đi, đừng nói nữa. Tôi nói sai hay sao? Ngôn tin chú Khôn chết, chúng ta đều rất buồn. Nhưng buồn phiền thì có ích gì? Chúng ta phải mạnh mẽ lên, kết hợp với nhau đối phó kẻ thù, anh có hiểu không? Nói đủ chưa? Thôi đi. Anh Phi, tỉnh ra. Mặc kệ tôi. Anh Phi. Cứ để anh ấy bình tĩnh lại đi. Tôi biết anh muốn điều tốt cho anh ấy, nhưng tôi thấy anh nói hơi quá lời. Tôi rất lo cho anh ấy. Không biết đến bao giờ anh ấy mới chịu tỉnh táo trở lại.
Cờ bạc biệp đòi hỏi phải nhanh, chuẩn xác và kiên quyết. Chú ý, nhìn đây, chiêu này gọi là di chuyển trong nháy mắt. Hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt. Kỹ nghệ cờ bạc biệp quả nhiên cao siêu hơn thuật đánh bạc. Thực ra cờ bạc biệp và thuật đánh bạc đều như nhau, phải dựa vào thân thủ và nhãn lực. Kỹ thuật biệp bợm đòi hỏi phải tận dụng triệt để mọi năng lực, luôn luôn nghĩ đến thắng thua. Trước đây tôi cứ cho rằng nhà họ Ngôn là cờ bạc chính thống. Cớ gì cậu dám phê phán thuật cờ bạc của nhà chúng tôi? Cậu chẳng qua chỉ mới biết võ vẻ một chút. Nếu vậy thì tại sao chú Khôn có hay thua Long Đình Quang? Long Đình Quang chơi trò gian lận, lần nào hắn cũng giở trò biệp bợm lừa cha tôi. Thuật cờ bạc của Long Đình Quang và thuật cờ bạc của chú Khôn tôi đều học được. Tôi cảm thấy thuật cờ bạc biệp cao siêu hơn, giả lại thắng làm vua. Sự thật là chú Khôn không bằng Long Đình Quang. Không ngờ cậu dám nói những lời như vậy. Cha tôi lúc trước không nên dạy cậu thuật cờ bạc mới phải. Tôi chỉ biết rằng muốn trả thù thì phải đối mặt với hiện thực. Tôi không như ai đó nhát như cấy, không dám đối mặt với sự thật. Tôi biết, bây giờ tôi là kẻ tàn phế nên các người xem thường tôi, không coi tôi là gì, đúng không? Không phải, Triệu Uy không có ý đó. Anh chỉ mất tay phải, anh vẫn còn tay trái, vẫn có thể luyện tập kia mà. Nếu anh không luyện, thì vì sao cứ o ép tôi? Nhìn lại anh xem, có ra thể thống gì không? Có bản lĩnh thì luyện tay trái cho thành thạo đi xem nào. Anh Phi, anh không thấy mình quá nặng lời hay sao? Còn nhớ chuyện bánh pizza không? Ngày trước chúng ta mải mê xem thi đấu, ăn hết sạch cả cái bánh. Anh thường động viên em, làm người phải có quyết tâm, phải cố gắng đến cùng, có như vậy mới thành công được. Đừng nhắc lại chuyện trước đây nữa, anh đừng uống nữa được không? Anh còn rất nhiều việc khác có thể làm mà. Ngôn Phi của ngày xưa đâu mất rồi? Ngôn Phi ngày xưa, anh nói xem, đừng nhắc đến nữa được không? Ngôn Phi ngày xưa chết rồi, tôi không muốn nghe nhắc đến cái tên này nữa. Duyệt Phương, cảm ơn đã tặng tôi chiếc áo rất vừa. Chị ấy không quên anh đâu. Em nghĩ băng tay thế kia rất khó luyện, nên hôm qua nên đi tìm mua. Không biết có vừa không? Sau này đừng làm thế nữa, nguy hiểm lắm. Thử đi. Triệu Huy gợi ý đấy. Hôm đó anh ấy có hơi nặng lời, nhưng anh ấy rất quan tâm đến anh. Tại sao? Tại sao mua thứ này cho tôi? Có phải là xem thường tôi không? Không phải đâu, không ai xem thường anh cả. Anh Phi, gì thế này? Muốn khiêu khích, nhắc nhở tôi rằng tay phải của tôi đã bị tàn phế à? Không phải thế, muốn làm tôi bẻ mặt đúng không? Tôi biết tôi không còn là vua cờ bạc một thời. Tôi vô dụng, tôi là một phế nhân. Anh ầm ĩ thế đủ chưa? Duyệt Phương liều mạng đi mua đồ cho anh, anh không cảm ơn thì thôi còn nổi nóng. Anh chỉ thích uống rượu, có biết chúng tôi đã phải mạo hiểm thế nào để đi mua về cho anh không? Có giỏi thì anh tự đi mua đi. Tôi không cần các người thương hại. Không cần các người thương hại. Tuy tay phải đã tàn phế, nhưng tôi vẫn đi lại được. Tự tôi sẽ đi mua. Anh Phi, mặc kệ tôi. Anh đi đâu vậy? Anh Phi, đừng đuổi theo nữa. Tôi đã bảo không nên mua găng tay mà. Lòng tự trọng của anh ấy sẽ bị tổn thương. Chị hãy bình tĩnh đã. Chúng ta không thể dễ dãi với anh ấy được nữa. Muốn anh ấy lấy lại tinh thần thì phải nhắc nhở khích bác. Chị hiểu chứ? Chúng ta đã không kích thích anh ấy, trái lại đã khiến anh ấy tức giận bỏ đi. Ngoài khi Diệp Trung đang cho bao dây cả đảo san hô để bắt chúng ta bằng được, anh biết không? Gói lại cho tôi. Dạ. Lại đây,
Muốn chết à? Dĩ Thành đang ở bên trong đó. Đi theo tôi, mau lên. Anh lái đi, mau lên. Cậu to gan thật, lúc này mà vẫn dám đi lại lung tung. Vào đi. Nhẹ cả người. May mà cậu gặp chị Mai này. Cậu thật là tay mắt của Diệp Trung rình mò cậu khắp nơi, vậy mà dám nghênh ngang đi lại. Đừng tưởng râu rậm hơn người gầy đi đen hơn thì người ta không nhận ra cậu. Người ta rất dễ dàng nhận ra cậu. Làm gì vậy? Đừng nhìn tôi nghi ngờ như thế. Dĩ Thành và tôi cãi giả một hồi, nó dọn ra ngoài rồi, không về đây đâu. Ở đây rất an toàn. Tôi đã dọn đến chỗ anh ngủ. Nếu cậu Phi muốn liên lạc với Giang Hân thì rất dễ dàng thuận tiện, cứ yên tâm. May mà hôm nay cậu gặp được tôi. Nếu để Dĩ Thành nhìn thấy cậu thì nguy to rồi. Đừng nói nữa. Chị cho rằng tôi uống sai đến mức lú lẫn thật rồi chắc. Nói đi, vì sao chị nói với tôi những lời này? Cho rằng tôi sẽ tin chị à? Không, cậu không thể nghi ngờ tôi. Không nghi ngờ, hắn là con chị, sao lại không nghi ngờ? Vì sao chị lại giúp tôi? Làm người cũng phải có nguyên tắc chứ. Tôi nói là con tôi, nhưng tôi cũng biết thế nào là trắng đen. Nếu cậu không tin tôi thì cậu đi đi. Cậu đi đi. Tôi làm thế này với chị chính là tại con chị. Giờ đây tôi chẳng làm nổi việc gì ngoài việc uống rượu. Nhưng tôi tin rằng nếu tôi giết chị, hắn sẽ rất đau lòng. Nỗi đau mất đi người thân tôi hiểu hơn ai hết. Quả báo. Con tôi làm bao việc xấu xa độc ác, giết hại người vô tội. Tôi không dạy bảo nó được. Tôi đáng chết. Tôi giúp nó lừa gạt Văn Hân Triệu Huy. Tôi đáng chết. Tôi chẳng còn gì cả. Chẳng thiết gì nữa. Tôi không muốn sống nữa. Cậu bắn đi. Cậu giết tôi đi. Cậu. Gần đây đảo san hô xảy ra hàng loạt sự việc lạ lùng. Bộ phận kiên cố của vua cờ bạc Ngôn Khôn đêm qua đã bị kẻ xấu phá hủy. Không những quan tài bị giặt nát, ngay cả người chết cũng không được yên thân, bị lật qua lật lại, bia mộ vẫn còn ngổn ngang. Ông Trung đã đến rồi, chúng ta phỏng vấn đi. Thưa ông, thưa ông, ông bằng lòng nhận lời phỏng vấn chứ? Được được, ông Trung bằng lòng trả lời câu hỏi của quý vị từng người một. Thưa ông, có phải cô muốn hỏi kẻ ác ý phá hoại mộ phần của ngài Ngôn Khôn là tôi, phải không? Không, tôi không có ý đó. Các vị hoàn toàn có lý do để nghi ngờ tôi. Bởi vì tôi và Ngôn Phi, con trai ông Ngôn Khôn, có nhiều hiềm khích với nhau. Hơn nữa, phần mộ của con trai tôi cũng từng bị người ta phá hoại. Cô cho rằng tôi muốn báo thù, đúng không? Khi xác của con trai tôi bị đánh cắp, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng không phải do Ngôn Phi gây ra. Vì vậy tôi xin các vị cũng tin tưởng ở nhân cách của tôi. Nhưng có rất nhiều lời đồn đại. Đúng, có rất nhiều lời đồn đại nói rằng có rất nhiều người trong làng cờ bạc có mâu thuẫn với Ngôn Phi. Cũng không ít kẻ từng ép anh ta ra thi đấu. Với địa vị của ngài Diệp Trung của chúng tôi trong làng cờ bạc hiện nay, ông không cần thiết phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này. Nhưng theo chúng tôi được biết, cánh tay phải của Ngôn Phi đã tàn phế. Ngôn Phi, tôi biết thế nào cậu cũng ra thi đấu với tôi. Đừng để chúng tôi thất vọng. Nếu không, mấy tên đào mộ kia không chỉ dừng lại ở việc đào mộ đâu. Chưa biết chừng chúng sẽ chặt cái xác đó ra làm 18 phần cho chó ăn. Còn nữa, Long Đình Quang thật bỉ ổi. Vì muốn dụ hai người ra, hắn cũng không tha cả người chết. Tôi thật vô dụng, không giữ nổi cả mộ của cha mình. Nếu dưới suối vàng biết được, chắc chắn ông sẽ không tha thứ cho tôi. Không, tôi không thể để Diệp Trung đắc ý như vậy.
Chị không thể đi. Đi chẳng khác nào tự sát. Hắn sẽ không tha cho chị đâu. Cứ để tôi chết đi. Nếu tôi dùng thi thể của chú Phạm uy hiếp anh sẽ thế nào? Hãy bình tĩnh lại đi. Hãy nghe tôi. Vì không tìm ra chúng ta, Diệp Trung mới đi đào mộ như vậy. Vì sao hắn không đào cả mộ ba chị lên? Vì sao? Vì hắn đã cho người chờ sẵn ở đó để bắt chúng ta. Anh Phi thì đã như vậy. Nếu bây giờ chỉ có mệnh hệ gì thì ai sẽ đi trả thù đây? Duyệt Phương, hãy nghe tôi. Chỉ cần chúng ta còn sống thì sẽ có hy vọng. Hãy tin tôi. Người bạn này mãi mãi sẽ ở bên cạnh chị. Chị Mai, có phải đã xảy ra chuyện với ba tôi không? Ba cô không sao cả. Tôi sợ hai người lo lắng nên đến báo tin. Ngôn Phi đang ở nhà tôi, nhưng trời nóng quá. Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải. Không phải, tối qua anh ấy đã bỏ đi. Chúng tôi đang định đi tìm. Không cần phải giải thích. Cô mau đến thăm cậu ấy đi. Từ tối qua đến bây giờ cậu ấy cứ uống rượu suốt. Cứ tiếp tục như vậy tôi e. Rượu, chỉ biết uống rượu thôi. Mộ của ba bị đào lên rồi. Anh ấy không lo à? Chờ tôi với. Khi nãy ngài Diệp Trung đã nói chuyện mộ phần của ông Ngôn Khôn bị người ta đào bới không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi thật sự rất khâm phục anh Ngôn Phi. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà anh ấy vẫn có thể làm như không nghe thấy, vẫn lẩn tránh, nhát như thỏ. Không hổ danh là vua cờ bạc, có sức chịu đựng hơn người. Nếu là tôi thì tôi đã xông ra từ lâu rồi. Ngồi đây giải sầu thì có ý nghĩa gì? Theo em đi gặp Diệp Trung, nói thẳng với hắn. Tôi biết lấy gì để đấu với hắn bây giờ. Anh trở nên sợ chết từ khi nào vậy? Em cứ trông chờ anh đi trả thù. Mộ của ba bị chúng đào bới lên mà anh không hề động lòng à? Trước khi chúng ra tay trả thù ba em, em phải đưa ông đi an táng ở một nơi an toàn không cho ai biết. Có chết em cũng phải đi, vì đây là trách nhiệm của người làm con. Anh cũng phải đi an táng thi thể ba anh chứ. Đủ rồi, đừng nói nữa. Đừng ép tôi đi trả thù nữa. Tôi bây giờ chỉ là một phế nhân, không phải vua cờ bạc. Đừng ép tôi nữa, được không? Đồ hèn nhát, cả ngày chỉ biết uống rượu. Anh đứng lên. Nghe thấy không? Đứng lên. Triệu Huy, có gì từ từ nói. Chẳng có gì để nói cả. Triệu Huy, uổng công tôi luôn xem anh là thần tượng. Tôi luôn sùng bái anh. Không ngờ anh lại là một cái hèn nhát. Anh không xứng làm vua đánh bạc. Đúng, ai thèm làm vua đánh bạc. Các người có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Vì cái hư danh đó, tôi đã phải hy sinh bao nhiêu thứ, các người biết không? Cầu xin các người đừng ép tôi nữa. Các người đừng ép tôi nữa. Sao? Chúng tôi ép anh. Người chết là cha anh, là con trai anh. Anh không dám đi trả thù thì thôi. Cút đi. Tôi không muốn thấy anh nữa. Chú Khôn không có người con như anh. Triệu Huy, hãy bình tĩnh. Phương à, hãy cho cậu ấy thêm thời gian. Đủ rồi, tôi không muốn nói thêm nữa. Phương à, Ngôn Phi đã chết rồi. Phương à, tôi đuổi theo họ. Cà phê nguội vẫn có thể hâm nóng lại, nhưng người đã ra đi thì không thể quay lại được. Ta muốn dùng cái chết để hóa giải mối hận thù giữa hai nhà họ Ngôn và họ Long. Ba, chú Khôn, hỏa táng thi thể của hai người làm gì không muốn cho Diệp Trung có cơ hội xả hận? Xin hãy tha lỗi cho con.
Em đã sai người làm chuẩn bị bữa tối. Lát nữa chúng ta cùng ăn. Sao thế? Thông suốt rồi chứ? Không lẽ anh không thích em làm như thế? Em đã hiểu rồi. Em nghĩ mình nên làm một việc gì đó khiến anh vui lòng mới phải. Đừng nhọc lòng phí sức. Cô là nhà cái trong trò chơi này. Nhưng chỉ cần cô khiến tôi vui, ngoan ngoãn dưỡng thai, có lẽ tôi sẽ đối xử tốt hơn với Học Minh. Ngôn Phi và Triệu Huy thì sao? Tôi có thể không tức giận Học Minh, nhưng tôi quyết không tha cho Ngôn Phi và Đinh Triệu Huy. Mấy ngày nay chị Mai đang giận tôi. Nếu cô có cách đưa chị ấy về đây, tôi có thể mời bác sĩ đến điều trị cho Học Minh. Chỉ cần anh vui, anh muốn gì em cũng làm cho anh. Chúc mừng sinh nhật. Xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi chẳng còn nhớ sinh nhật của mình nữa. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Tôi và chú Ngũ đã sắp xếp người đưa trò của cha cô và chú Khôn về Mỹ rồi. Cảm ơn anh. Còn Ngôn Tinh thì sao? Cô bảo là muốn đi báo thù kia mà. Vẫn còn tâm trạng chúc mừng sinh nhật nữa. Còn cậu, Lucky Boy, chúng tôi có quan hệ gì với cậu? Vì sao cứ bám theo chúng tôi mãi thế? Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy cậu thì tôi lại nghĩ đến cha cậu. Ông già thầy bói đáng ghét ấy đã nguyền rủa chúng tôi, làm cho vợ chồng con cái chúng tôi ly tán. Cậu nói mình là ngôi sao may mắn, nhưng tôi thì nghĩ cậu là sao chổi thì có. Vừa xuất hiện đã khiến cha tôi chết, con tôi mất, cậu còn muốn gì nữa? Anh đừng nói nữa được không? Anh đang làm gì vậy? Cô nhìn đi, anh ấy muốn giúp chúng ta mà. Cô nghe thấy không? Ngay cả người vợ thương yêu nhất của tôi cũng đang nói đỡ cho cậu. Anh có biết anh đang nói gì không? Tôi biết chứ. Cô không nhận ra, hắn muốn hại chúng ta. Hắn giống hệt cha hắn, đều muốn hại chúng ta. Anh Phi, tôi cho cậu hay, bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Cánh tay phải đã bị tàn phế,
Cậu muốn học đánh bạc thì theo Diệp Trung mà học. Việc gì có phải đến tìm tôi? Tôi bây giờ chẳng còn gì cả. Địa vị trên đảo san hô đã mất. Cậu muốn tranh giành ngôi vị vua sòng bạc thì tự mình đi tranh đi. Và tốt nhất đưa theo cả Kỳ Phương đi luôn. Nói đủ chưa? Tôi biết anh xem thường tôi. Mối thù của tôi, tự tôi sẽ đi trả thù. Không cần anh phải lo. Nhưng người phải ra đi không phải là tôi mà là anh. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Anh Huy, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Anh Huy, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Ngôn Phi mà tôi yêu đã chết rồi. Las Vegas. Kỳ Phương, xin lỗi em. Anh làm vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Nhưng đã có Triệu Huy chăm sóc cho em, anh cũng yên tâm. Anh nhất định luyện bằng tay trái. Anh phải trả thù. Mình sẽ không từ bỏ. Mình nhất định phải luyện thành thục tay trái. Mình phải trả thù cho Ngôn Tinh. Mình phải tìm Diệp Trung trả thù cho Ngôn Tinh. Mình phải làm bằng được. Nhất định sẽ làm được. Las Vegas. Mình sẽ không bỏ cuộc. Nhất định phải luyện thuần thục tay trái. Ông không giết cha tôi thật sao? Tôi không cần phải lừa dối cậu. Tôi càng không vì con gái tôi mà nói dối. Phi à, khi con xem cuộn băng này, có lẽ ba đã không còn trên đời. Nhưng con phải nhớ, không được trả thù cho ba. Trong cuộc đời mình, tôi đã làm sai nhiều việc. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Điều đáng tiếc nhất của tôi là đã đấu với ba cậu. Nếu ông không giết ba tôi thì kẻ nào? Cậu dễ dàng tin tôi vậy sao? Đừng quên, tôi là vua Bạc Miệp Long Đình Quang. Đúng vậy, ông là Long Đình Quang, là cha của Kỳ Phương, là ba vợ tôi. Trên đảo san hô, kẻ dám giết hại Ngôn Khôn, sau đó vua quan giáo họa cho tôi, chỉ có thể là Diệp Trung.
Ngôn Phi, hãy nhớ, muốn luyện sức mạnh của ý chí lên đến đỉnh cao, chỉ có thể luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất. Gần đây doanh thu tại trường đua đã giảm rất nhiều. Sao lại thế? Biết làm thế nào được? Bây giờ một mình Diệp Trung là người quyết định ở trường đua. Ông ta muốn con ngựa nào thắng thì con ấy sẽ thắng. Không ai dám trái ý ông ta. Cả trường đua ai ai cũng oán thán chửi rủa. Rồi đây tỷ lệ đặt cược còn thấp hơn nữa. Chả trách tôi nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại tố cáo. Tôi biết ngay là Diệp Trung dở trò. Chuyên viên Hà, hãy nhìn cho thoáng một chút. Hiện nay sòng bạc trường đua đều do Diệp Trung một tay che cả bầu trời. Khó tránh khỏi hắn sẽ trở thành bố tướng. Bố tướng hay không tôi mặc kệ. Tôi cũng chẳng cần biết nhận được bao nhiêu thư. Tóm lại, doanh thu của trường đua không được thấp hơn 100 triệu. Để tôi vào. Ông Hà, xin lỗi đã làm phiền. Ông Hoàng, cái tên Peter chuyên huấn luyện ngựa gây chuyện ở sòng bạc. Ông Trung muốn mời ông đến đó một lát. Peter là Peter, tôi là tôi. Không thấy tôi và ông Hà đang bàn chuyện à? Tôi không rảnh rỗi. Ông ngông nghênh quá vậy. Ở đây không quan nghênh người này. Đưa ông ta đi. Làm gì vậy? Trong mắt cậu còn có tôi không hả? Hoàng Ngũ là khách của tôi. Trước mặt tôi cậu không thèm hỏi một tiếng, đã đòi đưa bạn tôi đi. Cậu chống quên thật. Trước đây ai đã nâng đỡ cậu? Không sai. Đúng là trước kia tôi từng đi theo ông. Nhưng vào lúc tôi bị Quan Uổng, ông có giúp tôi không? Ông đã ở đâu? May mà tôi gặp được ông Diệp Trung. Cứ cho là tôi quá ngây thơ. Vậy mà vẫn luôn nghĩ cách đưa cậu về bên cạnh đi giúp tôi. Thôi đi ông Hà, đừng tưởng tôi không biết. Trong chuyến hàng chuyển ngựa sang Mỹ của các vị có thêm cái tên Ngôn Phi. Ông Trung đã nói, kẻ nào giúp hắn, kẻ đó phải chết. Hoàng Ngũ ta đã liều làm chuyện đó. Các người muốn gì? Đưa hắn đi. Dạ, đi. Ngồi xuống đi. Ông Hoàng còn phải thay mặt chính phủ lo chuyện trường đua. Ai dám đụng đến ông ấy, tức là đụng đến tôi. Người đâu? Ai không phải người của chính quyền, mời hết ra ngoài cho ta. Dạ, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Được lắm, được lắm. Hôm nay coi như nể mặt ông Hà. Tôi về. Về nha. Ông Hà, nghe nói trong nhà ông dạo này có thêm một tên Nam Phi. Quá quá, nói gì vậy? Bảo cút đi. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi nghĩ bọn tay chân của Diệp Trung đã có ý đụng đến người nhà của ông rồi đó. Ông hãy cảnh giác. Quả nhiên là cô. Tôi biết ngay có điều gì đó mập mờ. Sao bỗng nhiên chú Ngũ lại thích đánh gôn? Anh muốn gì? Quả nhiên không sai. 6 tháng vẫn chưa thấy bụng. Cô không hề mang thai với Ngôn Phi. Vì sao lại lừa tôi? Thì anh cũng đã xâm phạm đến Văn Hân đấy thôi. Tôi không hề có tình cảm với cô ta. Đó là ý của Diệp Trung. Cô căng thẳng làm gì? Dù cô có lừa dối tôi ngàn vạn lần, tôi vẫn thả cô đi mà. Được.
Ngôn Phi đang ở đâu? Vào lúc này mà hắn vẫn để cô ra ngoài mạo hiểm à? Hắn đã sang Mỹ rồi đúng không? Nếu không muốn giết tôi thì buông tay ra. Đến nước này mà cô vẫn muốn giúp con thỏ nhát gan ấy. Hắn là một kẻ tàn phế, cô có biết không? Đúng, anh ấy đã là một phế nhân và sẽ không bao giờ trở thành vua đánh bạc được nữa. Anh ấy chẳng thể uy hiếp được anh. Anh có thể yên tâm rồi. Nếu không phải cái mạng anh dành cho Triệu Huy thì tôi nhất định sẽ liều với anh. Đi đi. Trùng hợp quá vậy, đến chơi gôn à? Đó là Long Gia Gia kia mà, sao lại thả cô ta đi? Không phải cô ta sẽ dám đến đây? Anh cho rằng mình làm thế có thể cứu được cô ta chắc? Thật không uổng công. Mấy cái tát này là phần thưởng cô dành cho tôi ngày trước. Tôi trả lại cho cô. Giết nó đi. Dạ. Trang Dĩ Thành, cô dám đánh cô gái của tôi à? Anh dám phản bội Diệp Trung à? Chuyện gì vậy anh Thành? Lòng Gia Gia ở bên kia, mau đuổi theo. Dạ, nhanh lên. Ông Trung, không phải tại tôi. Ông Trung, anh làm trò gì vậy? Tôi đã bảo để con số 2 dẫn đầu. Anh là tổng trọng tài, một chuyện giặt đó mà cũng không làm nổi. Tôi không phải lỗi của anh ấy. Hoàng Ngũ, anh là cái thá gì? Anh không có tư cách nói chuyện ở đây. Đúng là cách đây 10 phút tôi chỉ là một chủ ngựa bình thường, chẳng có gì đáng nói. Nhưng bây giờ tôi đã được Hiệp hội đua ngựa ủy nhiệm làm tổng trọng tài trường đua. Nếu không tin, ông cứ hỏi anh Lưu. Nếu tôi không lập tức nhậm chức, làm sao đến kịp để ngăn chặn người ta dùng thủ đoạn tại trường đua này? Anh làm ăn thế à? Một chuyện quan trọng như vậy mà tôi chẳng biết tin. Kẻ nào to gan dám ủy nhiệm anh làm tổng trọng tài? Tôi. Sao thế? Ông ngạc nhiên lắm à? Tôi xin trân trọng giới thiệu, con gái tôi đã được hội đồng quản trị bổ nhiệm làm chủ tịch hiệp hội đua ngựa. Chán làm con cấy nhát gan rồi. Đừng tưởng làm chủ tịch đã là to. Tôi đối phó với cô còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Hãy nói năng thận trọng. Anh Triệu Huy đứng bên tôi đây đã là quan chức chính phủ, coi chừng kéo chuốc phiền phức. Ông Hà đã ủy nhiệm tôi làm chuyên viên ngành sòng bạc, phụ trách việc kinh doanh của các sòng bạc và trị an. Nếu có người muốn gây sự ở đây, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể điều động đến bên cạnh 3.000 tay súng
cùng hành động. Tôi nghĩ ông hiểu những điều tôi nói. Hay lắm. Các người khá lắm. Lại còn nhờ sự nâng đỡ của ông Hà. Nhưng mà nếu ông định nói với tôi, trong nhà ông Hà có thêm một con mèo hay là bớt đi một con chó thì thôi đi. Bởi vì cách đây một giờ người nhà ông ấy đã rời đảo san hô đi nghỉ mát rồi. Ông muốn làm hoàng đế gì thì cứ về nhà mà làm. Được, tôi về. Nhưng nghe này, ông Hà không bảo vệ được các người cả đời đâu. Điều này thì tôi biết. Làm người điều quan trọng nhất là phải dựa vào bản thân. Chúng tôi sẽ ghi nhớ lời vàng ngọc của ông Trung. Khá lắm. Xưa nay cô Phương đối xử rất tốt với mọi người. Nếu các vị chịu giúp đỡ đăng ký làm việc tại sông Bạc sắp khai trương, xin khẳng định điều kiện sẽ khá hơn bây giờ. Nếu tôi muốn làm giám đốc đại sảnh, anh có chào mừng không? Phản tướng Đình Triệu Huy, khi tôi học đánh bạc thì anh còn muốn sửa, muốn học theo người khác chiêu binh mãi mã hả? Chỉ có ông Hà mới bị lừa vì anh dẻo mỏ thôi. Một tên ném xúc sắc thì lừa được ai? Ý anh là muốn giành lấy chức vụ chuyên viên ngành cờ bạc của tôi, muốn nhân cơ hội lấy lòng Diệp Trung để rồi theo đuôi hắn phát tài chứ gì. Nếu đường nào có thể phát tài, tôi sẽ đi theo đường đó. Một kẻ tiểu nhân táo trở nhanh, liệu ông Hà có tin nổi không? Kỹ năng chơi bài của tôi là đủ để tin rồi. Vấn đề là ở chỗ tôi không tin. Nếu không sợ thì chơi show hand. Ai bị thua hết số thẻ đánh bài, người đó coi như thua. Bên trong container này có thiết bị dập lửa. Người nào ngã xuống hoặc lao ra ngoài, người đó sẽ thua. Phiền chú Ngũ đóng cửa giúp. Thú vị đấy. Không chỉ đánh bài mà còn đấu cả sức chịu đựng nữa. Tôi nghĩ anh nên chịu thua đi. Lần trước nếu không tại tôi sơ ý thì Long Gia Gia chẳng thể thắng nổi tôi. Về thuật đánh bạc và thuật cờ bạc biệp, anh còn kém lắm. Tôi quên nói với anh, tôi đã từng sống một thời gian dài trên dãy Himalaya. Tôi có thể chịu đựng môi trường thiếu oxy lâu hơn người thường rất nhiều. Dọa tôi đấy à? Kiểm tra bài đi. Mời bốc bài. Mười vạn. Caro cũng 10 vạn. Xin lỗi nha. Ách, 1 đôi 20 vạn. Hai đôi. Rất tiếc, tôi cũng 2 đôi. 20 triệu. 25. 25. Tôi sẽ bắt anh thua sạch. 50 triệu. Tôi theo. Xem ra lần này anh thua là rõ rồi. Vì cây quy bít đang nằm trong tay tôi. Cẩn thận, cười nhiều quá sẽ thiếu oxy đấy.
10. 1 đôi 50 triệu. Tôi theo. Hình như tôi nghe thấy nhịp tim anh đang đập rất nhanh. Trong này đã không còn oxy nữa. Nến cũng sắp tắt rồi. Đừng nhiều lời, ngửa bài đi. Lần này đến lượt tôi. 5 triệu. Anh có theo không? Nhanh lên. Có theo không? Đừng kéo dài thời gian. Có theo không? Tôi theo. Của tôi là Quibit. Giữa dáng cờ xua gió đến đung đưa ngọn lửa. Khi nãy tôi sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian đã đánh tráo có cây nến, đã được xử lý bằng thủ thuật để chứng minh anh không có khả năng thiên bẩm. Tôi còn dùng đòn tâm lý để dọa anh. Thực ra thì tôi chưa hề đến Himalaya. Triệu Quy, xét về mánh khóe gian lận tôi khá hơn anh. Về kỹ thuật đánh bạc, nếu anh có thể đoán đúng là số lẻ hay số chẵn thì coi như anh thắng. Lẻ, chẵn. Không phải lẻ cũng không phải chẵn. Hay quá. Xúc xắc bị hỏng mà cũng không biết. Không hổ danh là đồ đệ của Ngôn Khôn. Tôi thua, tâm phục khẩu phục. Ở đây có 7 vị cầm chịch. Không biết ai đã thông báo cho anh. Giang hồ có quy tắc của giang hồ, tôi không thể nói. Nói hay lắm. Tất cả các vị cầm chịch ở lại cho tôi. Sau khi sòng bạc khai trương mới được đi. Triệu Quy, anh có ý gì vậy? Chúng tôi đâu phải là gián điệp. Hãy gọi là ông Triệu Quy. Nếu anh bằng lòng, tôi xin nhường vị trí giám đốc đại sảnh cho anh. Đinh Triệu Quy, khá lắm. Tôi phục anh sát đất. Tôi sẽ ở lại cho đến khi nào sòng bạc của anh khai trương. Chú thật không hiểu. Cái tên phản tướng phản bội ấy, sao cháu có thể tin được hắn? Dùng người phải can đảm và trí tuệ. Quan trọng nhất là biết tận dụng hết khả năng của người đó. Sao cậu không thả mấy người cầm dịch kia? Cô Mai, chú ngủ. Có những chuyện càng ít người biết càng tốt. Hoàng Ngũ, ông Hà, Triệu Quy, mọi việc thuận lợi cả chứ? Liệu bọn Diệp Trung có giở trò vào ngày khai trương sông bạc không? Tôi cũng đang lo chuyện đó. Nghe nói khả năng dùng ảo thuật trên máy vi tính của hắn rất lợi hại, đến giờ vẫn không ai biết là sẽ có những gì. Chú Ngũ, chị Mai, hai người đến nhà ăn chờ cháu. Đủ rồi đấy, tự tôi sẽ đi. Cậu sợ tôi đi báo chứ gì? Lúc vui thì gọi đến, không vui thì xua đi. Lúc xin tôi cứu học mình, cậu đâu có thái độ này. Chỉ bằng nhốt tôi vào cùng với mấy tên kia cho xong. Chị Mai, cô Mai à, Triệu Huy không có ý đó đâu. Chị Mai, ai mà biết được chị sẽ đổi ý bán đứng chúng tôi vì Trăng Dĩ Thành. Tôi biết chị muốn điều tốt cho chúng tôi. Mọi người đều rất cảm kích. Nhưng bây giờ tôi đang mang trên vai tính mạng của rất nhiều người. Tôi không thể không thận trọng. Này, tôi là người công bằng chính trực, sống có nguyên tắc, biết phân biệt trắng đen. Người thay đổi là cậu thì có. Vừa mới được làm quan chức đã không coi ai ra gì. Tôi phải nhắc nhở cậu,
không được bắt nạt vợ bạn. Cậu hiểu chứ? Tôi với Dược Phương chỉ là bạn, ai mà biết được. Chúng ta đi thôi ông Hà. Ừ. Anh ngủ thế là thế nào? Qua cầu rút ván là còn xem thường tôi. Cô Mai hãy tin tôi, nó không phải người như vậy. Đi thôi. Không tin tôi, cứ chờ đó rồi xem. Thế nào rồi, được chưa? Được rồi, được rồi. Cô đem ít giấy lại đây, tôi sao chép một số tài liệu quan trọng này. Nhanh lên. Lần đầu dùng vi tính tôi mới học được một ít, mai mà tôi hiểu. Không cần phải vội. Không cần phải vội mà. Chỉ cần xóa bỏ công cụ ảo thuật vi tính của Diệp Trung thì tôi có thể. Có người đến. Nhanh lên. Hai người ở đây cả, sao không bật đèn? Ai bảo đón chị Mai về, em phải chịu ý chị ấy. Đúng. Nếu không nể Văn Hân thì tôi chẳng thèm quan tâm đến cái gã bất hiếu kia đâu. Tôi đau bụng quá. Anh Thành, đau bụng phải làm thế nào đây? Đau quá. Đã bảo cô đừng có ăn dưa hấu, cô cứ không nghe lời, đã hại cả đứa bé trong bụng. Còn đứng đó làm gì? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra đi. Cô không sao chứ? Nhanh lên đi đi. Được, cố chịu một lát. Mau lên, hai người đi trước. Tôi lên lầu lấy ít quần áo rồi xuống liền. Đau quá. Chị nhanh lên đấy. Rất nhanh thôi, tôi thu dọn quần áo. Dĩ Thành không phải là người nữa. Hắn hành hạ cậu ấy ra nông nỗi này, chân bị thương, không biết cậu đi lại được không. Xin lỗi. Chị Mai đừng buồn. Không phải tại chị. Cảm ơn chị đã cứu tôi. Nhưng Văn Hân vẫn nằm trong tay hắn. Liệu chị có thể. Cứ yên tâm, đứa bé còn chưa sinh, thằng Thành không dám làm việc của ấy đâu. Chờ đứa bé ra đời rồi chúng ta lại nghĩ cách. Đúng rồi, tôi quên chưa nói với hai người. Phía sau nhà thờ có một con đường nhỏ, tôi đã sắp xếp xe chờ ở đó. Hai người mau đi đi. Còn điều này rất quan trọng. Đây là đĩa copy công cụ ảo thuật vi tính. Tôi phải về đi, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ. Chút nữa thì quên. Cô Mai, chị Mai. Không sao đâu, không sao đâu. Diễn kịch thôi mà, phải diễn cho giống một chút. Tôi cũng vì bản thân thôi. Anh Ngũ có còn nhớ tôi đã nói, làm người phải có nguyên tắc. Người khác càng xem thường tôi, tôi càng phải chứng tỏ mình. Tôi muốn Triệu Quy biết rằng tôi hiểu trắng đen là gì. Tôi không phải kẻ lấy oán báo ân. Không nói nhiều nữa, hai người mau đi đi. Không ngờ Dĩ Thành lại có được người mẹ tốt như vậy. Đừng nói nữa, đi thôi. Mời ông Trung. Chị Mai. Nguy rồi, Học Minh bỏ trốn rồi. Cậu xem, nó đánh tôi ra nông nỗi này, dở cả đầu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Làm gì thế, đừng nói nữa. Cứ để tôi kể hết, sao vậy? Đừng nói nữa, chị đừng. Thôi đi. Văn Hân quả là có vấn đề. Thành à, sao không nói gì? Đĩa mềm đã bị người ta đụng vào. Còn gì nữa? Học Minh đã bỏ trốn. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thì ra ả Văn Hân không biết an phận,
Không phải, cô ta cứu thoát học binh và còn sao trộm tài liệu. Không phải, Thành à. Sư phụ, tôi biết phải xử trí thế nào. Nhất định tôi sẽ khiến cô ta phải câm miệng. Thành à, cậu đã hứa sẽ không giết người bừa bãi kia mà. Đừng nói nữa, cô ấy đã có mang đứa trẻ là con cậu. Chị đang lảm nhảm gì vậy? Không được giết người. Thôi đi, nó là con của người. Người có đành lòng không? Đúng là cô ấy đang mang bầu mà. Đứa còn ruột thịt, người đành lòng à? Có cần điều tra cho rõ ràng không? Nếu không lại chết oan đấy. Tôi đã copy thì sao nào? Chị Mai, chính tôi đã sao đĩa. Chị nói sao không phải thế? Tôi đã thả học binh thì sao nào? Tốt lắm, rất có khí phách, rất có nghĩa khí. Chị đã là chị. Chị ăn của tôi, uống của tôi mà dám đi giúp người ngoài. Để xem tôi dạy dỗ chị thế nào. A Thành là đừng làm vậy, đừng như thế. Thôi. Cái trò này chỉ nên dùng với Đinh Triệu Huy thôi. Trò cũ rồi. Súng của tôi có 6 viên đạn. Nếu thiếu một viên bắn vào Lý Mai thì cậu phải nuốt lấy. Thành ơi, đừng. Đừng mà. Thành à, muốn làm vua đánh bạc thật sự thì phải bất chấp người thân. Thành à, hãy bắn phía sau lưng là đạt được nguyện vọng của cậu. Giết chết chị Mai thì có đáng gì đâu. Chị Mai, đừng gọi nữa. Tôi không có đứa con nuôi như cậu. Số tôi thật khổ. Cậu muốn giết tôi thì đừng giữ đồ của tôi làm vật kỷ niệm. Thành ơi, mãi không tìm thấy, sao lại thế? Uống thuốc đi đã rồi lại tìm. Cứ bình tĩnh, sớm phá được phần mềm ma quái đó sẽ sớm cứu được Văn Hân trở về. Ba, chú ngủ. Ba, sao lại đánh anh ấy? Chuyện gì vậy? Cô Mai bị mày hại chết rồi, mày có biết không? Vì mày, cô ấy đã lấy trộm đĩa. Đĩa gì mà đĩa? Bây giờ cô ấy chết rồi, mày hài lòng rồi chứ? Đĩa đấy, cầm đi. Mày muốn cô ấy cứu học binh, kết quả là cô ấy đã bị Dĩ Thành giết rồi. Sao có thể thế được? Chị Mai, sao tôi không kéo chị ấy về cùng? Sao tôi không nghĩ đến chứ? Mày vừa lòng rồi hả? Vừa lòng rồi chứ? Sao có thể như thế được? Chính tôi đã hại chị Mai. Từ nhỏ chị đã coi tôi như con đẻ. Chị rất thương tôi. Chỉ vì lo cho chị ấy, không muốn chị ấy mạo hiểm tính mạng, nên tôi mới cố ý trêu tức chị ấy. Nhưng không ngờ chị ấy lại hiểu nhầm tôi, cho rằng tôi xem thường chị ấy. Chị ấy đã đi lấy trộm phần mềm cứu học binh, để rồi cuối cùng phải mất mạng. Mọi tội lỗi đều do tôi.
Anh đừng tự trách mình. Lỗi không phải do anh. Không, là tại tôi. Nếu lúc đó tôi nói với chị những lời này thì chị đã không chết. Tên Dĩ Thành dám bắn 6 viên đạn vào mẹ mình. Triệu Huy, Triệu Huy, Triệu Huy, anh đi đâu? Tìm Dĩ Thành trả thù. Triệu Huy, muốn trả thù hắn phải có kế hoạch, anh biết không? Mặc kệ, tôi chỉ muốn trả thù cho chị Mai. Anh chỉ muốn trả thù cho chị Mai mà không nghĩ đến chú Khôn, chú Phàm mà. Anh hãy bình tĩnh lại, tôi không thể bình tĩnh được nữa. Không còn thời gian. Nếu bây giờ chúng ta đi thì chỉ có chết. Mặc kệ thôi, mặc kệ. Nếu anh chết rồi ai sẽ trả thù, tôi không biết. Ai sẽ trả thù cho họ? Tôi nhất định sẽ trả thù cho họ. Tôi nhất định sẽ trả thù cho họ. Chị Mai, chị chết thật thê thảm. Chị ấy đã bảo không cho phép tôi giữ bất cứ vật gì làm kỷ niệm. Cô cũng không được, không ai được phép. Anh có hiếu quá đi. Con à, hãy xem cha con có hiếu chưa kìa. Sau này lớn lên, con phải lấy cha con làm gương. Đừng đấu khẩu với tôi. Cô tưởng tôi không biết à? Hôm đó nếu cô không giả vờ đau bụng, chị Mai sẽ không lấy trộm đĩa. Chị ấy đã không phải chết. Tôi thật không hiểu, chị Mai không phải mẹ đẻ của anh, tại sao lại nuôi anh lớn khôn? Không được nói. Đừng nói nữa. Ăn canh yến đi. Ăn chứ. Tôi sẽ ăn. Tôi đâu dám không ăn. Tôi ăn đây. Tôi ăn đây. Tôi ăn đây. Tôi ăn đây. Giống như Diệp Trung mà bắt anh ăn phân, anh cũng phải ăn. Cô nói gì? Chửi mắng phải lắm. Chửi mắng phải lắm. Diệp Trung. Diệp Trung. Nói khẽ thôi. Tôi không thể làm gì cho chị Mai. Tôi chỉ có thể nuôi cháu chị ấy trưởng thành và nói với nó cha nó giết người bất chấp tình ruột thịt. Cô cho rằng có thể nhìn thấy đứa bé đầy tháng à? Có lẽ Diệp Trung cũng chẳng để cho anh thấy được đứa bé đầy tháng. Anh đừng quên, hôm đó lúc chôn chị Mai, anh đã đau xót thế nào. Đừng nói nữa. Diệp Trung. May mà mấy ông chú bên Mỹ chịu giúp đỡ, giúp chúng ta dương đông kích tây, dẫn dụ Diệp Trung sang đó, nên kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Chỉ cần hắn rời khỏi đảo san hô, sông bạc của chúng ta sẽ có thể khai trương thuận lợi. Tối nay À,
Anh Thành, có việc gì không? Anh muốn làm gì? Hai vị đang cùng nhau ăn bít tết à? Sao lại nhìn tôi như vậy? Biến thành mắt ốc nhồi sẽ không đẹp đâu. Chúng tôi không hẹn anh, mời anh đi cho. Được lắm. Người anh em Ngôn Phi vì mất tích, anh đã nhanh chóng dụ dỗ được vợ người ta. Mày nói gì? Triệu Huy, tôi và Ngôn Phi để chia tay. Tôi thích đi cùng ai làm việc của tôi. Triệu Huy, ăn bánh đi. Cảm ơn. Nhưng ngon đến mấy cũng không bằng món cô nấu. Thật không? Vậy hôm khác cứ đến nhà tôi, tôi nấu anh ăn. Chắc chắn nha. Vui đáo để, vui đáo để. Tiếc là tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi. Sao cô có thể thích một thằng như hắn được? Có thích hay không là việc của tôi. Anh ấy có gì không tốt, ít nhất lương tâm của anh ấy không bị chó tha. Nghe thấy chưa? Người không bằng anh Phi cũng không bằng ta. Người mãi mãi là kẻ thất bại. Ở đây không chào đón ngươi. Đi đi. Anh có được câu trả lời rồi đấy. Không nhanh có đáp án như vậy đâu. Chúng muốn mở sòng bạc mới để đấu với ta. Ta không thể để chúng đạt được mục đích. Chuyên viên Hà muốn đuổi ta ra khỏi đảo san hô, đúng là chuyện hoang đường. Chỉ cần sư phụ xuất chiêu vào ngày hôm đó thì chúng sẽ không thể khai trương được. Ta không cho chúng có thể khai trương. Alo. Chờ một lát. Sư phụ, điện thoại đường dài từ Mỹ. Từ Mỹ à? Alo, ai đấy? Sao? Lập tức sai người đi tìm. Chuyện gì vậy sư phụ? Trong vòng 10 tiếng có kẻ kiếm được 50 triệu đô la tại 3 sòng bạc ở Mỹ của ta. 50 triệu. Sư phụ, đó là một tên dùng tay trái. Thì ra là hắn. Ngôn Phi. Một tên thảm bại mà dám khiêu chiến với ta. Khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Công việc chuẩn bị đã được triển khai. Chắc là không lâu nữa có thể khai trương. Câu giữ cá suốt một buổi tối có thu hoạch lớn rồi chứ. Anh Thành cũng có hứng đến câu cá à? Tôi chỉ thích giết mấy tên lính tép riêu. Muốn chiêu binh mãi mã thì phải thông minh hơn một chút. Anh đến đây không phải để nói mấy lời vô vị đó chứ. Dĩ nhiên. Đừng tưởng dựa vào mấy đại ca này là có thể đối phó với chúng tôi. Muốn dùng cái điệu hổ Liên Sơn lừa chúng tôi sang Mỹ, dễ thế à?
Đường đường là một chuyên viên ngành cờ bạc mà làm việc thì rón rén, nhạt như cấy. Tối mai đấu một trận sinh tử, có dở thì đến giao đấu. Triệu Quy. Được, mai gặp nhau. Mối thù của cha ta lẽ ra phải được giải quyết từ lâu rồi. Suýt nữa quên nhắc ngươi, mai là ngày cúng bảy ngày của chị Mai, đừng quên thắp hương.